Hưng Nguyễn. Các bác hỏi thì nói thật là em không nhớ được đâu. Trong lô giày thì em bốc lên em lên thôi, bởi vì là nó cũng không có nhiều, nó chỉ có bình thường thôi. Ôi trời ơi, giày đi mùa hè. Các bác chờ tí em thử cái đôi này cái. Các bác đang xem like chấm bài comment lên giúp em nhá. Chấm bài comment chia sẻ giúp em. Hôm nay giày nó chất lắm. Giày gọi là cực chất luôn. Bây giờ cơ bản là nó làm. Nó đang là đầu năm, tháng riêng. Nó vẫn là cái tháng ăn chơi nên là em thật sự là chưa định hình được là khách các bác có nhu cầu những cái gì. Đấy. Nên là em vẫn phải vừa bán để vừa thăm dò thôi. Để xem các bác có cái nhu cầu gì rồi em mới lên được. Đẹp dã man các bác. Nhiều giày. Mình định đặt áo gì thế em? Đầu like em không biết lên đôi nào đây. Toàn đôi đẹp này các bác này. Nai hay đắt các bác. Tiêu chí vẫn là ngon bổ rẻ. Thôi. Khổ ngon bổ rẻ làm sao được. 600k ấy chị. 600k là áo nào nhỉ? Hay là con áo đen? Đầu like lên nai hay đắt các bác. Nai hay đắt ạ. Em chủ đạo là Nike với Adidas với Puma thôi. Hàng thì em bao chuẩn, bao chính hãng. Toàn bộ hàng si hết. Đấy. Thôi, khả năng đầu like thì em sẽ lên các bác đôi Nike này đi. Đấy, đôi Nike này mà. Em nói thật là cái giá mới của nó khoảng 2 triệu rưỡi. Cái đôi như thế nào? 2 triệu rưỡi trở lên. Nhưng đôi này thì em bình thường em sẽ bán là 600, nhưng mà đầu like thì em sẽ bán đôi này với giá 500. Đấy. Thì các bác phải nhìn vào cái chất lượng giúp em nhé. Nhìn vào cái chất lượng của đôi giày. Đấy, và cơ bản nhất là hàng em bao các bác nó là hàng chính hãng 100%. Nên là nó xứng đáng với số tiền các bác bỏ ra thôi. Trời ơi, size quá đẹp. Chân 40 này các bác này, 40.5 bon chen được. Như bác nào chuẩn nhất là 40. Đôi này thì nó báo là 40.5 đó. Thôi em mở bát cái đôi này 40.5. Em chào anh Kiều Tú. Chào em Nỗ Tân. Chào bác Thắng Thạch. Chân 28 là giày 44, bác Trần Minh Thu. Giày 44 thì thi thoảng em có. Đấy. Đỉnh chọn. Đấy, các bác nhìn. Nó cứ gọi là miễn chê, em cam kết giày này là giày chuẩn hãng nhá. Chính hãng 100%, những đôi giày này mới của nó. Tầm 2 triệu rưỡi trở lên. Đây rõ chưa? Nó đang vướng giày. Này rõ chưa? Này em phải xa hơn nữa anh. Xa hơn gần. Vẫn kém à? Mạng kém à?
Các bác có xem được like không ạ? Có đôi 42 đẹp không bạn ơi? Các bác lưu ý giúp em là giày nhà em thì sẽ có size từ 38 38, 39 đến 44. Nhưng mà cái giày tuyển này thì em không có nhiều đâu, nó chỉ có vài chục đôi thôi. Đây ạ, nó xuất sắc như này, vẫn mờ quá này, nhiều bác bảo mờ này. Xem được anh này. Các bác xem được like thì các bác chấm lên báo giúp em nhé. Nhà em có dùng nhiều cái mạng, em có thể đổi cái mạng này sang cái mạng khác được. Tiền mạng hàng tháng khá là tốn. Để dùng nhiều mạng nhưng mà cũng không ăn thua. Rồi, các bác ngắm cái đôi giày 500k, các bác chuẩn bị chốt giúp em. Đôi này đỉnh như thế này. Đấy, đôi này nó đỉnh như này. Size 40, 40.5, ok. 40 đến 40.5 ạ. Và các bác lưu ý giúp em là chuẩn nhất cho các bác 40 nhá. Vì nhiều bác là không chuẩn được size, size mình đi. Đấy. Các bác cứ 40 thì đôi này thì quá ok. Còn nếu mà chuẩn chân 40.5 như chân em thì đi là cũng vừa. Em báo là 40 thì 40.5. Và các bác chốt giúp em cái mã 61 500.000. Cái giày này thì không có nhiều. Nó xuất sắc nó như thế này. Đấy, nhiều bác bảo nét căng này. Nhìn thấy chưa anh? Anh lại không đọc được, lên được 100 mấy rồi xong lại tụt. Không đọc comment. Mã 61 ạ. Rồi, nay rồi em lên. 61 chốt cho bác Đồng Tân. Em lên đôi đát luôn ạ. Em lên đôi đát luôn ạ. Đôi đan này các bác này, em soi cho các bác luôn. Đôi này nó là đôi của đát của Indo và nó được, con này đời nó đời thấp thế nhỉ, tháng 11 đây ạ. Em bác chính hãng cho các bác nhé, 100%. Các bác nhìn giúp em cái đế này, cái lót này vẫn zin hết đế đây ạ. Đấy, và những cái giày này thì em cam kết với các bác nó sẽ là giày chính hãng 100%. Em bao các bác check rồi các bác kiểm tra các kiểu con đà điểu rồi em thoải mái. Size UK 71/2. Con này 41 à? 41.5 à? Tất cả những cái giày thì em đã báo size chuẩn chỉ hết, em đã đổi chuẩn hết size ra cho các bác nhé. Các bác có đi giày da hay các bác đi giày thể thao size nào thì các bác cứ đi đúng như thế cho em là chuẩn ạ. Cái này thì nó lại chuẩn là chân của em luôn, 40.5 ạ. Đấy, 40.5, đó là 40 cũng còn xem được đôi này. Thì như đôi này này thì nó là sẽ lùi xuống một size. Đấy thì em đã đổi rồi. Đấy, như đôi này thì nó sẽ lùi xuống một size nhưng em đổi rồi. 40.5 các bác đi đôi này cho em cực đẹp. Đấy thì hai đôi thì em chỉ vào một đôi thôi. Em chỉ vào một đôi thôi cho nó dễ, chứ em vào hai đôi thì nó sẽ mất thời gian. Đây ạ. Còn cái đôi này thì thôi em bỏ qua. À, vào một chiếc chứ. Đôi này em cũng bán là 500.000. Bắt đầu chốt thì lên cho em mã Adidas.
Đây ạ. Bác cứ ngắm kỹ giúp em. Hàng này là hàng tuyệt đỉnh rồi. Xuất sắc. Hôm nay thì không có gì ngoài Nai với Đác với Puma. Đây. Puma đây ạ. Đây các bác nhìn cái đôi giày mà cái dây nó còn như thế này này. Đấy. Thì tất nhiên thì nó là giày si nhá. Các bác có thể nhìn giúp em. Em soi gần vào có nhìn được không anh hay để xa? Đây ạ, các bác nhìn này. Đấy, cái đế nó mòn đây này, nó mòn một tí đấy ạ. Đấy, có nghĩa là đi rất ít thôi. Đây này, vẫn bị bẩn bẩn này. Đấy, những cái đôi giày si mà em tuyển thì nó đỉnh như thế đấy các bác. Mà trong cái lô giày khoảng 300 đôi giày chỉ chọn được ra 5-60 đôi VIP như thế này thôi. Thì nó không đơn giản đâu ạ. Ôi dồi, sao toàn size bé này. 39, 39.5. 39, 39.5 các bác đi đôi này là ok ạ. 39, 39.5. Hôm nay nóng nhỉ anh nhỉ? Nóng dã man. Chỗ các bác có nóng không ạ? Ở Thái Nguyên nhà em thì nóng dã man rồi. Hôm nay 20 mấy độ rồi. Size 39 ạ, 39.5 con chen được ạ. Và giá đôi Puma chất này là 500. Đấy, thường thường nó sẽ đồng giá là 500. Đôi nào nó kém đi một tí nào hay lỗi như thế nào em sẽ báo cho các bác. Đấy, và cơ bản nhất là em cam kết các bác là giày chính hãng. 39, 39.5, bác nào chốt lên giúp em mã 39 ạ. 500k. Hôm nay tiện đi em lấy cái giày Đát, giày Nike thì có một con túi thể thao hiệu Nike. Đấy, một vài đôi dép hiệu Nike Dad hàng đỉnh. Nike Dad hàng chính hãng. 39 cho Dũng Phạm, dự bị bắt sốt khu. Túi Dad. Đây, túi Nike. Túi Nike em có một con màu đen, một con màu xanh thì tí nữa em sẽ lên. Đấy. Túi này túi du lịch các bác để được cho em khoảng 5 bộ quần áo. Đi du lịch là ok ạ. Hai con, em có hai con thôi. Mấy cả mấy đôi dép nữa, hai đôi dép thì phải. Đây, một đôi giày hiệu quá mời á, hiệu Bốt. Cảm ơn bác Trần Toán nhé. Trần Toán nhận anh đây. Đôi giày Bốt ạ, các bác ngắm giúp em. Form đỉnh cao. Đôi này thì size rất nhỏ. Đây, Bốt. Hiệu Bốt thì nó là cái thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Đôi này thì quá đẹp luôn. Mà size nó lại rất nhỏ. Size 39. Nhưng mà em vẫn phải chuẩn xem. Có phải là chuẩn 39 không hay nó chỉ được 38. Đẹp, chuẩn đẹp lên đẹp là 39. Đôi này thì VIP lắm các bác nhá. Đây ạ, nó như giày mới ạ. Đấy, đôi Bốt thương hiệu Mỹ này. Và đôi giày này thì em bán là 700.000. Xoay chân 39 nha các bác nhá. Đôi này chân bác nào mà 38.5 các bác đi được. Đấy. Đây ạ, xuất sắc như này. Đôi này thì nó thuộc vào hàng xuất sắc. 38.5 đi được. 39 chuẩn nhất.
của đôi bốt 700, mã 700. Vậy thằng Bùi Z thì có đôi này thôi. Có đôi này nếu mà anh đi là vừa như in luôn. Đôi này là đôi gì nhỉ? Đôi Adidas. Adidas này. Đấy. Adidas này. Và đôi này đặc biệt của nó rất là chất này. Đây ạ, chân 40,5 vừa như in. Đấy, đôi này các bác tầm 40,5 đến 41. Các bác đi đôi dép Adidas này cho em. Đôi đát này thì cực đẹp ạ. Đỉnh cao ạ, 500.000 ạ. Anh thằng Bùi chốt đôi này à? Để cho anh. Đây ạ, Lacoste cho các bác. Lacoste hôm nay em có mấy đôi. Giày Lacoste thì bây giờ rất hiếm các bác nhá. Giày Lacoste thì bây giờ bên nước ngoài gần như người ta đi, bao giờ hỏng người ta mới vứt. Chứ người ta lại không bỏ ra để thanh lý với để bán hàng si. Nên là tìm được những cái đôi Lacoste như thế này rất hiếm em. Đây, còn giày đã đi rồi đấy ạ. Đấy, giày sử dụng chất rồi ạ. Đôi Lacoste này thì đỉnh luôn. Đôi này thì nó là hàng made in Thái Lan. Màu cũng đẹp, chất cũng đẹp ạ. Chuẩn Lacoste cho các bác nha. Chuẩn đét đèn đẹp đấy. Đôi cốt này thì em sẽ bán là 600.000. Ơ sao em lên mấy đôi toàn size chân của em thôi các bạn. Không đôi nào trượt luôn. Đôi này nó là 40,5 nhưng chân 40 các bác đi ok. 40 đến 40.5 ạ. Các bác chân 42, 43, 44 thì chờ em chút nhá để em lên. Em còn cũng có đủ size mà tự nhiên em cứ thấy những cái đôi vừa em bốc lên ạ. Lacoste này các bác chốt cho em. Em bán 600.000, chốt mã cá sấu. Ok em Vinh tiền lẻ, chắc không có gì thay đổi thì mai 1-2 ngày nữa là về thôi. Không phải em đặt mà rất nhiều bác đã đặt và đã chuyển khoản rồi. Cái mẫu giày da đấy, 1,1 triệu một đôi các bạn. Đây, đôi cá sấu này các bạn. Cá sấu đi, 600. Đây là em còn đôi đát đỉnh lắm này các bác này. Đôi đát này thì đi siêu êm. Đát đi siêu êm. Đây ạ. Hoặc tách được. Đôi này Puka 9. Thấy báo là 43 nhưng em thử xem chuẩn thì đôi dép này nó dễ. 1758. Hai ba ba sáu chuẩn hãng, chuẩn đét đèn đẹp nha các bác nha, cam kết luôn ạ. Cái này size chân ạ, 42 42 đến 42.5 bác đi là quá đẹp rồi. 42 42,5 đôi đan này. Đôi này em bán là 500k cho đôi đát này. Đấy, dép thì em chỉ còn đôi này thôi ạ, đôi đát. Các bác nào chốt thì lên cho em mã 99. Đôi này thì nó dày dày này này các bác, siêu êm này. Đấy, đế của nó đi siêu êm. Hết đát. Em lên cho các bác nào ạ, trẻ trung, thích phong cách trẻ thì các bác chơi đôi đát sò. Đắt sò này, đắt sò thì em có vài đôi nhá, những cái mẫu màu trẻ trung này thì em chỉ có duy nhất một đôi.
anh đẩy hộ em cái quạt cái ấy ra đây, cái nóng dã man luôn. Tiếp tục là đôi da sò xanh nhỏ 40. Da sò 40 này các bạn. Da sò 40 cam kết hàng chính hãng, giá 500.000. Bác nào chốt thì lên giúp em mã đỏ ạ. Adidas chốt mã đỏ nha. Em chào anh Sơn Xuân. Đôi Nike thì em có duy nhất một đôi này. Đây ạ, em có đôi Nike đế hơi này các bạn. Đôi Nike đế hơi ạ. Đó. Dòng này mới rất đắt nha các bác nha. Con này thì hôm nay em có check thử, giá mới nó là 3.9 triệu nhá. Đôi này cực đắt. Đôi này hôm nay em check giá là 3.9 triệu luôn nha các bác nha. Không hề rẻ đôi này. Đây, bác nào chơi giày thì có thể ngó qua cái tem. Đấy, qua cái tem là biết ạ. Tiếp tục đôi này lại size nhỏ tiếp. Rồi sau đôi này thì em phải lên đôi size to thôi. Đôi này size nó rất nhỏ. Đôi này thì rơi vào size 39-40. Em xem nào. Chuẩn 40-40.5 này các bạn. 40-40.5. Đôi này thì hôm nay em có check, em có check qua giá. Em check qua giá đôi này mới của nó là 3.9 triệu nha các bác nhá. Nó không hề rẻ. Đây ạ. Đây đế của nó đây. Còn cực đẹp như này. Ở bác nào chốt cái đôi này thì em cũng bán là 500. Chân 40-40.5. Bác nào chốt thì lên giúp em mã 405. Thấy có thằng em đoàn lễ gấp nghé ở đây, có thích kiếm đôi giày đi xe đạp không? Đây, đi xe đạp quá đỉnh. Là cô trắng. Ôi, tôi trắng này em để từ từ. Rồi em lên đôi to to đã. Đôi này khả năng là được đến 42 đây. Bạn thấy thằng em đoàn lễ không? Anh thấy có ngấp nghé ở đây mà. Đạt. Quá đỉnh. Ở trên này thì báo là size 42, nhưng những cái dòng thể thao này thì đôi khi có những cái đôi là phải lùi size xuống. Đấy, và em có nói rất nhiều là tất cả size thì em sẽ đổi ra cho các bác. Nên các bác đi giày da hay đi giày thể thao size nào thì các bác cứ đi đúng size đấy cho em. Thì các bác không phải tự ý đổi xong thì về lại mất công đổi trả nhá. Đấy, lại tiếp tục là đôi size nhỏ. Cũng chỉ là 40-40.5. 40-40.5 thôi ạ. Thì em có nói rồi, những cái dòng thể thao này thì có những cái đôi giày các bác cứ phải lùi xuống một size. Nhưng có đôi thì không cần, mà có đôi lại phải tiến lên. Cái chuyện đấy là bình thường. Đấy là giày si ạ.
nên em rất cẩn thận trong cái vấn đề sai số đấy và báo chi tiết cho các bác. Em lên các bác một đôi giày Adidas size 40 đến 40.5, form dáng của nó đây ạ, đế đây ạ. Đấy các bác nhìn này, cái bên này nó mất một tí ma sát đây này. Đấy, nó chỉ mòn mất một tí này thôi. 40.5 có giá 500.000. Chốt giúp em mã 98. Tôi sò trên bàn thì hình như có 39 thôi ạ. Đây để em lên đôi sò trên bàn. Đôi này thì chắc chắn là 39 rồi. Bé lắm. Chưa giờ có 38 thôi. Phải mùi thử ra nha. Em bao mấy? Còn giày đẹp em còn lăn tan, em chưa biết lên cái đôi nào, nó quá nhiều giày đẹp rồi các bạn. Giày nhỏ chưa lên được đôi nào 42, hôm thì quá nhiều 42 43 44. Đôi này tiếp tục một đôi đát sò size 39 này các bạn này, đát sò 39 này. Đây em chưa cần buộc hết dây, em soi qua thôi, nó đỉnh thế này đấy. Giày thì em cam kết nó là hàng chính hãng 100%, đát sò 39, lót nó cũng đều zin hết các bạn nhá. Nói chung là em tuyển rồi thì các bác nhìn này, gót nó chỉ có mòn một tí xíu này thôi. Đấy, nhiều bác thì cái đôi giày xi nó sẽ mòn. Size chân 39 ạ, 500, chốt mã sò cho em. Mã sò 500.000. Bác nào chân bé thì báo em để em lên cái đôi chân 38, 38.5 này, rất hiếm này. Quả này kiểu gì chả to, làm sao mà bé được mãi. Đây ạ, Puma. Cứ gọi là như là chưa chạm đất luôn, nhưng mà có chạm rồi. Đấy. Các bác nhìn giúp em một. Puma này các bác này. Đôi này thì báo size 42 thì chắc chắn đôi này là 42 rồi. Để em theo như cái kinh nghiệm bán giày của em tới 42 là chuẩn 42 rồi, chắc chắn nó là 42. Đấy, hôm nay size to thì hơi ít các bác nhá. Hôm trước thì em có còn dư ra mấy con size to thì tí em sẽ bỏ ra em lên. Đôi này nó cũng gọi là xuất sắc của size 42. Một đôi, đôi gì nhỉ, tự nhiên quên, đôi Puma màu đen như thế nào, rất đẹp. Nói chung là nó không khác gì đôi giày mới cả, và giá nó cũng là 500. Bác nào chốt thì lên giúp em mã số 42, à 42 500.000 ạ, 42 500k. Nói chung là bác nào thấy giày đẹp mà vừa size của mình thì các bác chốt, tranh thủ chốt, bởi vì là với một đôi giày em bán 500.000 đây, nếu bác nào không biết thì các bác nghĩ là đôi giày giá nó cao,
Nhưng nếu bác nào biết chơi, bác nào biết chơi thì chắc chắn là với giá 500 nó khá là hợp lý cho một đôi giày chất. Đấy. Hàng si, hàng si các bạn. Thì nó hơn nhau ở cái chất lượng. Đấy, em thì cũng bán hàng si nhiều. Ví dụ một con áo da, hai con cùng hãng, cùng size. Đấy. Nhưng có con em bán đến 10 triệu nhưng có con chỉ bán được 2 triệu thôi. Đấy nên là chủ yếu thì nó ăn nhau ở cái chất lượng ấy, các bạn. Đây nữa này. Bác nào thích dòng đát sò thì các bác chơi đôi này cho em này, đỉnh cao này. Đát sò này. Đây. Gót thì em sẽ so cho các bác này. Đấy, nó chỉ bị mòn mất một tí thôi. Gọi là tí ti thôi ạ. Còn cái dây của nó đây. Cái dây của nó còn đẹp như này ạ. Cái đôi giày bốt đấy đẹp lắm đấy, bác nào chốt rồi. Đôi bốt 700 ấy. Chốt rồi đúng không? Đôi đấy nó đỉnh luôn ấy. Đôi này chuẩn nhất cho các bác ạ là 41,5. 41,5 và chân bác nào gọn thì có thể đi được 42. Đôi sò này 41,5, 42. Hàng bao chính hãng, đẹp xuất sắc. Và giá cũng là 500. Và bác nào chốt đôi này 500.000 thì lên giúp em mã. Đây để em soi đã, em soi kỹ rồi các bác ạ. Nó có đáng để bỏ tiền ra chơi không? Đấy. Mã 41, đôi này chuẩn của nó là 41,5 và chân 42 gọn thì các bác đi đôi này vẫn ok. Đây này, em soi cho các bác cái logo đáp ở dưới đây nữa này. Đấy, nó đỉnh thế này này. Này. Bác nào biết chơi sâu, cần em soi tang mác giày thì cứ báo em nhé, em sẽ soi chi tiết cho các bác nhé. Đấy, bác nào muốn em soi cái tang mác thì cứ báo em sẽ soi chi tiết cho. Tính em lên thì em lên cẩn thận và chậm. Đôi giày này thì các bác em nghĩ là mùa này các bác không đi được rồi, nó ấm chân lắm ạ. Đôi giày nó lót siêu ấm rồi anh ạ. Dã man luôn. Không biết là con nên bán không hay em để đến sang năm. Thật ra cái mùa này tự nhiên nó nóng thế này, đi bán cái đôi giày ấm chân này. Ôi đúng sai em rồi. Ngon rồi. À không, 41. Đôi này 41. Và tí nữa em vẫn bán nhá các bác nhá. Đây nó là 41 ạ, nó siêu ấm thế này này các bác này. Đấy, ở trong này nó có một lông thế này và cái lót của nó cũng thế, siêu êm như này. Đấy, jean như vậy, xoay chân chuẩn là 41. Đôi này thì vip lắm ạ. Đi được ạ. Không, nếu mà sai chân của em thì em cũng giao găm nó vào đấy. Bởi vì nó là 41 chứ không phải 40,5. Chất da thì đây, em lên cho các bác xem nó chất như thế này này. Đây ạ, các bác nhìn cái da nó đỉnh như này này. Đấy. Đôi này thì đỉnh lắm. Và đây, nếu giày lười thì các bác nên nhìn cho em những cái này. Nếu mà các bác đi mua giày si, giày lười, nó hay hỏng nhất ở cái điểm này này. Thì người ta hay đắp keo vào đây. Người ta đắp keo xong người ta đánh si để che cái lỗi đi.
Đấy, nhưng cái giày đã là tay em chọn thì không bao giờ có chuyện lỗi. Lỗi thì em sẽ báo. Đây, cái này thì đỉnh lắm nha các bác nhá. Và giá em bán là 650.000, 650. Cái nơ này các bác có thể buộc theo ý các bác, hoặc các bác có thể tháo nó ra. Đấy, các bác có thể tháo, cất nó đi để đi thành một đôi giày đơn giản thôi. Nếu như em đi thì em sẽ tháo cất cái dây này đi. Đấy, còn tùy vào mắt từng người, tùy vào cách chơi của từng người thôi. Đôi này thì 650 à? Lên mã 650 ạ. 650. Size chuẩn là 41 các bác nhá. Đây, đến đôi giày siêu êm chân cho các bác đây. Đôi này chính hãng, siêu êm chân. Đây này, em được phải lên form đôi này các bác em thấy đây. Đây, em này. Các bác nhìn giúp em này. Và nếu bác nào hay chơi dòng Nike Dunk này, mà nếu các bác order hàng mới về thì các bác sẽ biết là những cái đôi giày này nó sẽ đắt hơn, đắt hơn cả những cái đôi giày kia đấy ạ. Cái dòng chạy bộ, đi bộ các thứ này nó sẽ đắt hơn. Xong loanh quanh toàn chân, size chân của em thôi, 40,5. Đôi này thì đẹp nhất là 40,5. Đấy, chứ bé hơn thì nó sẽ không đẹp. Đôi này các bác đi nó phải căng chân lên nó mới đẹp ạ. Nên em báo là chuẩn nhất là 40,5. Đây, em lên form qua một chiếc thôi. Em lên qua một con này. Đấy, chất da này nó sẽ đẹp như thế này, siêu êm ạ. Đây là đế giày ạ. Chân 40,5 sẽ là chuẩn nhất các bác nhá. Chân nó nhỏ hơn thì đi vẫn được, nhưng mà nó sẽ không căng được cái phần mũi giày, nó không căng được những cái chỗ này lên thì nó sẽ không đẹp. Đấy. Và nếu mà chân 41 thì nó sẽ bị kích. Nên là chuẩn nhất cho bác là 40,5. Và em bán là 500. Bác nào chốt thì lên giúp em mã 88. Mã 88 500.000. Rồi thì em báo lỗi hết nhá. Đừng nói là lỗi hay là sửa cái gì. Đấy, có đẹp như vậy. Em thấy bác nào hỏi giày to không để em tìm. Giày to à? Đây để em. Em tìm đôi giày to. Đôi Nike cho chân bác nào. Bác nào 44 đây. Hôm nay 44,5 thì em không có rồi. Đó, bác nào chân 44 đôi Nike ạ. Chân 44 á thì các bác đi đôi này cho em là chuẩn bài này. Hôm nay đôi này thì em sell. Đôi này hôm nay em sell. Hôm trước đã có bác chân 44,5 cố đi đôi này nhưng không vừa nên đã chuyển hoàn về. Thì hôm nay mới còn. Hôm nay em sell đôi này là 350 thôi. Đấy, một đôi Nike đỉnh như thế này ạ. Size chân là 44, 43,5 các bác mon chen được cho em ạ. Thì chốt giúp em mã là 350. Đúng không nhỉ? 350 mã 350. 350 chốt mình kiểu. Mấy đôi giày chất, chất dã man luôn. Đây, các bác thích to đây. Các bác nhìn soi cái đôi giày này cho em này, xem nó đỉnh như thế nào. À, giày này. Đấy. Các bác nhìn bộ giày giày đấy ạ. Sắc nét như nào. Đây này các bác nhìn cái đường keo bằng vàng này là zin nhá, zin nguyên bản đấy nhá. Đấy, nó bị ra cái keo nó thôi ra màu hơi vàng vàng một chút.
váy jean như vậy đẹp như thế này ạ. Đây con này to to đây, em thấy báo size UK là 91/2 đây, chân 44 đây. Đôi này thì không được 44 đâu các bạn. Đôi này chân các bác là 43. Bác nào chân 43 thì đôi đi đôi đát này cho em. Quá đỉnh. Đấy, độ mới, độ đẹp thì nó sẽ như thế này. Giày thì em cam kết các bác là giày chính hãng. Cam kết là chính hãng 100%. Và nó đẹp như này. Và những cái đôi đắt cao cổ này thì các bác khi mua mới nó sẽ đắt hơn những đôi thấp cổ đấy. Nó đắt hơn đến 500 đến 1 triệu một đôi. Con này các bác chốt giúp em mã, em cũng bán là 500 nghìn nhá, mã 43. Đấy các bác nào nhìn cái bộ dây thôi đã thấy nó đỉnh như thế này. Còn tất cả nó là chuẩn đây. Nó chuẩn như thế này. Chuẩn từng milimét. Đôi sò này các bác này. Đôi sò này em bán 500 nghìn. Sò này size chân 41 các bạn. Trên giày thì báo là 41,5. Báo là 41,5 nhưng đôi này thì các bác chân 41 thì đi chuẩn cho em. Chân bác nào 41,5 thì ví dụ như các bác hay đi như em ấy, không đi giày không đi tất thì các bác sẽ đi được. Đấy. Các bác đi một cái đôi tất mỏng dính thôi. Sẽ ok, sẽ chuẩn nhất đôi này là 41 500.000. Bác nào chốt đôi 41 này thì chốt giúp em 500.000, chốt mã 14. Em ngồi nó cứ bị lệch lệch tí. Mà hôm nay nó nóng quá. Đây nó nóng quá. Các bác đây. Gót đây, mòn một tí ti thôi. Tí xíu. Bác nào thích đôi Lacoste ạ? Lacoste bạch công tử đây. Trắng muốt. Đây ạ, Lacoste. Lacoste này là Lacoste da nha các bác nhé. Lại là 40,5. Đôi này khả năng là 40 thôi. Chuẩn 40,5 các bạn. 40 đi ok. Bốn mươi chấm năm la cốt trắng quá đẹp ạ. Đôi Lacoste trắng này em bán 600. Bác nào chốt lên giúp em mã 66. Nguyên bản các bác nhá, chưa bị si, chưa bị spa gì đâu ạ. Đây. Đấy, tầm này mà các bác tìm được cái đôi Lacoste nó đẹp như thế này thì hiếm lắm. Quá hiếm luôn ạ. Size chân là 40 đến 40.5 và giá em bán là 600. Gọn vào cho anh. 366 chốt bắt lô tân dự kỳ 50 tùng.
đáp ba sọc để bằng. Hôm nay làm sao ấy, toàn giày size nhỏ thôi các bạn, ít giày size to. Anh nhìn xem nào, vẫn có đúng không? Đây, còn đây rồi, đây rồi, ở đây một vài đôi to đấy, em lên nhiều đôi nhỏ quá. Đây ạ, em lên một vài, một hai đôi to to này các bác này, to chất này. Đạt chính hãng, quá đỉnh cho các bác. Đây ạ, em báo giá luôn là 500. Size thì chờ em chút, đôi này không nhầm thì size 42. Cái chất da của đôi này nó rất là dày, rất là dày. Hôm nay mà bác nào mà không săn giày nhà em được thì hơi tiếc, thì giày nó đỉnh lắm ạ. Không mấy khi mà giày si nó đẹp như này đâu. Đôi này nó rất dễ đi. Đôi này nó rất dễ đi ạ. Chân các bác 41 cũng đi được. Nhưng chuẩn em báo đôi này là 41,5. Đấy, và 42. 41,5 và 42. .542 500.000, bác nào chốt đôi này thì chờ em lên form cho nó kỹ ạ. Nhìn kỹ xem cho nó chuẩn. Đây ạ, form đây ạ. Đấy ạ, các bác có thể nhìn gần này. Đấy, các bác nhìn cái keo này này. Đấy, cái màu của cái keo nó vàng vàng ra, nó hay bị ở đây và bị ở cái mép mép này, đôi khi nó sẽ có là zin nguyên bản đấy, nhiều đôi nó sẽ có những cái kiểu như thế. 500 ạ, bác nào chốt lên cho em mã 34 ạ. Đây, đôi này là đôi giày VIP này các bác này. Đôi Tiger VIP. Lau cái đôi này đi cho anh. Lau đôi này sạch sẽ đi. Đôi này để bụi. Tiger VIP các bạn. Cá sấu các bác bỏ qua đúng không? Lên đôi này hết thôi. Đây em còn đôi cá sấu này, màu xanh rêu rêu. Để đây đã. Đây, lên một đôi sò này. Đôi sò này các bác thấy chất chưa? Màu cũng chất nhá. Và độ mới này. Độ mới quá cao. Còn tất nhiên là nó đi rồi này các bác này. Đấy, các bác nhìn giúp em cái gót này, nó đã mòn rồi đó. Đôi sò size 41 ạ. Sò 41 có giá 500k. Bác nào chốt thì lên giúp em mã số 77. 500 đôi sò này.
Em lên các bác một đôi đát này, đỉnh chưa? Đôi đát này em bảo giá luôn cũng là 500. 500 cho đôi đát. 377 là xuân Bắc Lê Quang Hưng. Đôi này chân các bác 39, 39.5. Các bác đi rồi đôi đát này cho em. Ba chín phẩy năm. Giá thì em có báo là 500 rồi. Các bác nào chốt đôi này lên giúp em mã 93. 39, 39.5. 393. Giày này thì em cam kết các bác nó là giày chính hãng 100%. Đấy, về các bác check rồi các kiểu còn đại điểm cho em thoải mái, không thích các bác cứ gửi lại cho em thoải mái nhá. Bởi vì tất cả hàng nhà em nhận hàng các bác cứ kiểm tra đồng kiểm hết, từ cái hàng 500.000 cho đến 50 triệu, kiểm tra bình thường tất cả đều được kiểm tra hết. Có mã chưa nhỉ? Các bác đây, à cũng không to, 41.5, 42, 41.5, 42, 500.000 đây, Puma đen như thế nào, 41.5, 42, 500.000, mã số 79. Mã 79. Rồi em lên đôi giày thửa. Đôi giày thửa này, size 40, 40.5 này. Đôi này các bác đi mùa hè thì không còn gì để chê nhá. Đát này. Đấy rồi. Chân 40, 40.5. 500.000. Lên giúp em mã chất. Mã chất. Đang tính lên mã cất. Thôi lên mã chất cho em. Đây em có đôi giày size to đây, 44 đây, 43.5, 44 ạ. Đôi này nó là giày hiệu Essex. Giày hiệu Essex 43.5, 44. Đôi này thì em bán là 350. Họ hàng chính hãng, size to. Mã chất cho Văn Minh Nguyễn. Dự bị bác Đỗ Tiến Quan. Bác Nguyễn Minh Ngọc, bác chốt đơn cho dự bị lên số điện thoại này. 43.5, 44 các bác đi đôi này cho em ạ. 350 ạ. Mã 59. Mã 59 có giá 350. Đấy, giày to cho các bác ạ. Mã chất. Em có một đôi giày, à một đôi dép cá sấu. Đôi dép cá sấu này thì nó đẹp lắm các bạn. Nó là hàng chính hãng, hàng công ty. Đây là hàng dép xuất khẩu. Các bác nhìn giúp em cái lòng dép này. Đấy, nó phun bằng da mà nó rất đẹp như thế này. Nhìn đôi dép như thế này, như chân nó là 41.5-42. Các bác đi là ok này. Và em chỉ còn duy nhất một đôi thôi. Đôi này trước em bán là 450, hôm nay em bán là 390. Đây, duy nhất một đôi. Các bác nhìn cái từ cái quai dép rồi cái lòng dép đó, các bác nhìn giúp em. Và bên viền hai bên nó đều được chạy bằng da cá sấu hết. Đấy, em chỉ có duy nhất một đôi màu nâu thôi, 390.
bác nào chốt thì lên cho em mã dép, mã dép, dép sổ ngón 390.000. Bác nào thích phong cách trẻ chân nhỏ thì đừng bỏ qua đôi này. Rồi. Bỏ qua đôi này hơi phí này các bác. Puma 500.000. Size rất nhỏ, đôi này chỉ tầm size 39 thôi. 39 đến 40 là căng. Nhà em lên giày thì các bác yên tâm về cái size, em báo rất chuẩn. Size số thì em tất cả trên giày nó đều ghi, nhưng em vẫn cứ phải thử cho chắc ăn. Đấy, 39 ạ. 39 đến 39.5. 39 39.5 này các bác này, đỉnh luôn này. Các bác nhìn giúp em cái đôi này. Đẹp như thế này. Đấy. Đôi này bác nào chốt thì lên cho em cái mã giá là 500 nhá các bác nhá, chốt cho em mã xanh. Mã xanh 500.000. Trên 39 39.5. Xuất sắc. Đây, gót này các bác này, mòn tí xíu thôi. Tầm này là em lại không đọc được comment rồi. Không đọc được comment của các bác. Bác nào săn đôi đa chất thì chơi đôi này. Đây, đôi này thì đặc biệt là trên dây. Trên dây nó cũng in hết chữ Adidas hết, không thiếu một cái gì hết. Đấy, trên dây, tất cả trên dây. Rồi đây, bên cạnh đây, như thế này. Chất như thế này ạ. Đôi này thì cũng có giá là 500.000, em chuẩn size đã. Đôi này thì nó báo là 42, 1/2. Nhưng mà em vẫn phải chuẩn nhất cho các bác. Chuẩn nhất có thể, size chuẩn nhất là 41.5 đến 42. 41.5 là chuẩn nhất đấy các bạn. 42 thì chân bác nào gọi là 42 trên 41.5 một tí ấy, thì các bác sẽ đi được. Còn không thì cứ chuẩn là 41.5 cho em. Và chuẩn. Rồi vẫn có câu là giày thừa dép thiếu, nhưng mà thừa quá thì nó sẽ không đẹp. Vậy kiểu gì thế thôi, các bác cứ đi đúng size, đúng chân thì nó mới đẹp. Các bác nhìn giúp em quả da này. $500k đôi này. Lên giúp em mã 55. Mã 55. Quá đẹp.
cũng đọc được comment chán thật. Có giày lười không xốp. Giày lười hôm nay em có. Đâu nhỉ? Hai đôi giày lười của anh đâu? Hai đôi giày da. Không có ạ. Không phải trắng đâu, đó là giày đen, giày da ấy. Có thể mắc cái đinh mo không? Không. Con mo trả lời cho em. Mình còn hai đôi nữa cơ. Chào bác lên cảnh ha. Em lên cho các bác này, đôi giày. Đôi đáp đỉnh cao này, các bác này. Đấy, bác nào thích form dáng của đôi đáp này thì các bác chốt. Đây, các bác nhìn nó có cả carbon ở đằng sau này. Đấy, đỉnh chọn. Đây nữa, hai bên sườn này nữa. Carbon xịn nhỉ. Và đây, nó thông lỗ được, nhìn xuyên được qua đây. Đôi đáp quá đỉnh luôn. Đôi đáp này của Indo. Cam kết giày chính hãng. Size chân cho các bác là 41.5. 41 đến 41.5 các bác đi đôi này quá đẹp ạ. Bốn mốt, 41.5. Năm trăm k. Đây, form của chuẩn của nó đây ạ. Bác cứ ngắm đi. À, chốt thì lên giúp em mã 86. Mã 86. 86 500k. Đấy, giày của nó là như thế này ạ. Đôi này thì theo như em ấy, thật ra thì không nghiên cứu sâu, nhưng đôi này thì các bác đi chơi thời trang quá đỉnh, hoặc bác nào dân chơi xe đạp thì em nghĩ là nó cũng có thể rất đẹp. Nếu mà các bác đạp xe thì nó cực đẹp. Đây ạ. Đôi này cũng vậy này các bác này. Đôi này cũng đỉnh như vậy. Đây, các bác cứ nhìn giúp em cái đế đi. Cái đế dày. Đấy, ma sát của nó bám lắm ạ. Và đôi này thì em cũng bán là 500.000 nhưng size nó nhỏ thôi. Đôi này thì chắc nó rơi vào khoảng 40. Trên giày em thấy báo là 40 1/2 thì khả năng là em đi chuẩn. Ơ. Chuẩn luôn ạ. 40.5. 40.5 quá đẹp luôn này các bác này. 41 đôi này có thể bom chen được. Thằng em đoàn lễ đâu không thấy đâu. Đôi này vào chốt mà đi đạp xe thì chất thôi rồi. Đi chơi cũng đẹp. Bốn mươi phẩy năm ạ. 41 bon chen được ạ. 500k. Bác sơ đèo dự bị ạ. Em đọc bác dự bị của các bác thực sự muốn dự bị. Các bác lên số điện thoại này ạ. Bác nào chốt thì lên giúp em mã 36. Mã 36 500. Là cốt thì ít lắm em ơi. Anh có một đôi nhưng mà không biết là size bao nhiêu.
này thì không được 43. Không được 43. Chín này, 264 này, quá đỉnh này các bác này, rồi đa chính hãng này, rồi đát này các bác đi thì cũng gọi là siêu êm chân, size chân là 39 đó, em xem 39.5 có đi được không? Ô, có phết, em đi còn được này, 39 đôi này nó giãn á, đây các bác nhìn này. Đôi này nó giãn, đôi này là 39.5 40 ạ. 39.5 40 các bác đi đôi đát này cho em. Độ mới nó còn quá cao như thế này. Đấy, jean nguyên bản. Đấy và cái mẫu này thì em chỉ có duy nhất một đôi thôi. Size chân là 39.5 40. Đôi này nó giãn được 39.5 40 và giá là 450, mã là 45, mã là 45. Cái đôi như thế này lúc nãy các bác bỏ qua nhỉ, đôi này đẹp thế mà có một đôi xem xem ấy. Đôi dây đôi này bỏ qua thôi, đẹp trên này mà đen trên bàn là đôi nai. Ok các bác, đem lên đôi nai, đôi này thì em có bỏ ra từ đầu này. Đây ạ, đôi nai này thì đỉnh, đế kép nai, đế kép ạ. Đây, form của nó thì đẹp như thế này. Form nó quá đỉnh. Em cho các bác xem quả tem. Quả tem uy tín chưa? Anh ơi, trắng có 42 không? Có nhiều em ơi. Trắng 42 chắc có mấy đôi. Đấy, đôi này này, bé tí xíu này mà nó là 40... em xem nào, nó là 41 đấy các bác nhá, bé tí xíu này thôi nó là 41 đấy. Bốn mốt đến 41.5 các bác đi đôi này cho em. Nhìn đôi này em cảm giác như bé hơn chân em, thế mà nó rộng thế, vầy form đỉnh cao. Bốn mốt phẩy năm ạ, 500.000 nai chính hãng 100%, đế kết. Bắt đầu chốt đôi này lên cho em mã đế kết, đế kết giá 500, bé tí này các bác này, nhưng mà size chân đến 41 và 41.5 đấy. Cái đôi này to thế này, đây bác nào hỏi về trắng 42 đây.
Đồ này nó cũng chỉ là 41. 41 là chuẩn ạ. Đôi đát ạ, sọc xanh đỏ ạ. Sọc xanh đỏ như thế này. Size 41 ạ, là đỉnh nhất ạ, 41 là chuẩn. Bác nào chân mỏng thì có thể được 41,5. Size chân 41 cho các bác. Rất là đẹp ạ. 500.000. Bác nào chốt thì lên giúp em mã 62. 62 có giá 500. Hai túi này bán hay để đi du lịch đã vợ? Này túi. Chất lắm, túi này. Kê bao nhiêu thanh phong, để kết. Em có một con nai này, một con nai đen, một con nai xanh, chất lắm ạ. Con đen này thì em bán 500, con xanh thì em bán 400, để được 5 bộ quần áo. Đây nó chất như thế này, để lên form cho anh. Đây, các bác này. Đấy. Này chính hãng này. Này chính hãng ạ. Đen thì em bán 500. Để được 5 bộ quần áo nhá. Đen 500, xanh 400 này. Xanh 400 chốt Nguyễn Hải đấy. Em lên cho các bác một mẫu đát sò. Cái đường này là đường phản quang. Đằng sau gót nó cũng có phản quang. Các bác chờ tí em lên cho các bác nhìn cái đôi giờ. À hai cái đôi. Bác tuyến tô băng chốt. Túi hai đen. Hai cái túi. 500.000 lên số thoại. Rồi đát chất này các bác này, đát sò này, đỉnh như thế này ạ. Đây là bên trong. Đây da của nó dày lắm này các bác. Da dày khủng khiếp luôn. Rồi này hàng Indo. Quá đỉnh. Đát sò size 39. 39.5 đi được. 39 đến 39.5. Đây ạ, nó đẹp như này ạ. Cũng 500k. Cái đường này nó phản quang nhá các bác nhá. Và cái gót này nó có phản quang này. Đấy, đồ này nó rất hay như này. Chân 39, 39.5 ạ. Có giá 500.000. Các nào chốt thì lên giúp em mã số 21. 21.500. Rồi đây. Đây là em lên form thì mấy bác lăn tăn cái con túi này thì tiếc ngay này. Nó thì lại gọi là tiếc ngay này. Lên cả con đây đi, các bác chốt rồi mình lên luôn. Đây xong anh bỏ cái này ra thì đổ nó vào đấy. Đằng nào các bác mất tiền mua các bác cứ ngắm. Đấy chứ không phải là chốt xong rồi thì em. Này, đỉnh chưa. Con này các bác xách cũng chất mà các bác đeo cũng chất. Đấy. Đây này, dưới con này nó có cả cái chân để này. Này.
quá to đùng. Em thấy các bác bình luận hỏi gì không? Em còn biết. Shop có thấy comment không? Chào anh Nguyên. Dạo này các bác ít tương tác ạ. Thôi được, lấy qua qua thế thôi. Đừng có để căng quá làm gì. Soi cho các bác xem nốt cái túi này. Các bác chốt rồi nhưng mà em tính em cẩn thận thì em cứ lên các bác ngắm. Nếu các bác có đổi ý thì các bác còn bỏ ra. Đây ạ, con nào cũng chất. Tất cả lên thì nó rất đẹp thế này này. Quay đây này các bác này. Nai thì nó chất lắm ạ. Con này là con nai của Hàn Quốc. Rất tỉnh. Những cái khóa này nó là nai hết. Tất cả đều là nai. Nói chung là bác nào thích cái phong cách nhẹ nhàng thì các bác chơi những cái dòng nai đáp nó rất hợp. Đấy, còn bác nào thích nó nhìn nó bụi bụi, nó chất chất hơn theo theo kiểu khác thì các bác chơi đồ da, các bác có thể chơi những cái túi da. Còn ví dụ như em đây, trong này nó có cả cái ghi tên này. Như em thì em chơi được các loại, ví dụ như đồ da thì em lại phối riêng kiểu đồ da. Nhưng mà riêng cái mùa này thì em chỉ thích chơi những cái đồ kiểu nhẹ nhàng thôi. Áo phông quần jean rồi Adidas Nike nủng này nó dễ chơi này. Ok bác có chơi cô văn. Này. Có 38, có một đôi 38 không mấy ở size thì bác thay thôi. 38 em còn chưa lên đấy. Đây. Có đôi 38 em còn đâu. Đôi 38 đấy. Đấy phải không? À không, cái đôi lúc nãy mà mấy thử hết ra rồi. Anh cầm. Anh còn chưa lên mà. 38 em có đấy, như em có hai đôi ấy. Đây này, đẹp dã man này. Một đôi đá sò 38 ấy, lúc mày để đâu ấy. À đây đây rồi, đây. Để. Ok rồi bác nhá. 38 38,5 này. Đá sò chính hãng này, bác này. Cái Sushi này nó chỉ được 39 thôi nên là nó không thể nào cho vào cái giờ 38 này được. Đây ạ. 38 38,5. Size rất nhỏ ạ. Bác nào chốt 500.000 thì lên cho em mã nhỏ. Đây em lên thêm một đôi nữa. Có phải chuẩn 38 không? 500. Đôi này cũng là 38 này. Này thử cho anh đôi. Này thử cho anh đôi này. Đôi này cũng đẹp này các bác này. Cũng đẹp cũng chất. Chắc là 38 chuẩn. Chuẩn 38 ạ. Chuẩn size 38, bác nào chốt thì lên cho em mã 38 cũng 500.000. Đây, các bác nhìn rõ này. Đôi giày này cũng khác gì giày mới. 38 cho bác Thanh Khôi lên số điện thoại giúp em ạ. À vậy à? Ba bảy là chân chân nhỏ thế à? 37 chất đây. 37 cầm đôi đôi trắng chất chứ. Đôi ủ mưu ở trong nhá. Đôi đạt. Bác Thanh Khôi chốt đơn lên số thoại cho em ạ. Đôi trắng ở dưới. Đấy, đấy, đôi VIP đấy.
chuẩn 37 à? Mùi đi được chân 37 đúng không? Tôi này cũng là 38 đấy chứ dòng này chắc 37 đi vừa. Đây, thử xem. Đây, bác nào chân 37 đây. Duy nhất đôi Adidas. Để em check xem đã, xem hàng VIP không đã. 90 37 à? Chuẩn ạ. Quá chuẩn rồi các bác. Cũng 500.000. Đấy, chân bác nào 37 thì đi đôi này cho chốt mã 37. Có mỗi đôi size nhỏ thôi. Đây em lên đến đôi đáp đen này. Đôi đáp đen bác chân. Anh Khôn không lên số điện thoại. Chốt cho bác Minh Nguyễn mã 38 nhé. Bác Minh Nguyễn chốt mã 37 ạ. Đây bác nào hỏi em 39.5 thì đi đôi này quá đẹp này. Chân 39 đến 39.5 màu đen. 500.000. Một đôi đắt. Đây thôi em không cần buộc dây vào nữa, các bác có thể ngắm qua thế này thôi là biết chất rồi. Đấy. Chất như thế này ạ. Chất như thế này ạ. Em check cái mã đó 820. Ok chuẩn này các bác này. 500.000 đôi này ạ. Chốt giúp em mã đen. Anh còn đôi 42 trắng nào lên em đôi. Hôm nào gửi cùng hai đôi trong Zalo của em. Ok em đây anh tìm cho em một đôi trắng chất này. Đông Dương à. Là hai đôi giày em chuyển khoản cho anh rồi đúng không? Trắng 42 đôi trắng đỉnh như thế này. Chọn được đôi nào 42 anh sẽ lấy cho em một đôi cho nó uy tín. Đấy, nai đát cực đỉnh. Và giá thì anh bán đồng giá là 500. Nhưng vấn đề là phải chuẩn cái size cho em. Đôi này chất dã man. Và nai đát, ôi đôi này tế đỉnh thế nhở. Đây, anh thử đôi này trước. Đây rồi, 42, 2 phần 3 này thì chắc chắn là vừa rồi. Chắc chắn là được 42 rồi. Có chuẩn luôn. Chuẩn đét là 42 luôn. Đây rồi em ơi. Đôi này, đế của nó này. Đấy em ok thì báo anh nhá. Đây để anh lên cái form. Thì báo anh đôi này 500.000 này, size 42 này. Em nhớ cái tên em đấy ghi vào để cho anh em ghi là đã chuyển khoản hai giày ra nhé. Để anh khỏi quên nhé. Đông Dương ạ. Ờ. Đây, chuẩn 42 trắng đây, trắng muốt một muột đây. Một tem Adidas đằng sau như thế này và một cái chạy dọc này. Form đây. Đế ở con này thì cũng đỉnh luôn. Đấy cái tem Adidas, cái đế Adidas ở dưới đấy. Chốt thì báo anh nhá. Không chốt thì để anh đọc mã cho các bác khác để anh tìm đối khác. Con này là chân 42. Xem còn đôi nào 42 nữa không.
Đôi này không được, đôi này chỉ 40 thôi. Đôi này không được em ạ, 40 thôi. Thích kiểu này đúng không? Nó chỉ được 40 thôi. Đến xanh. Hôm nay rất ít giày, giày to. Toàn 40. Toàn 40, 41. Có đôi là 40 thì nhiều các bạn, 40 thì em thấy nhiều. Đây này, không em chơi đôi này thì chơi này, đôi này cũng 42 này. Đấy. Đây để anh thử lại. Các bác chờ em chút nhá, em lên cho cái em này đã, em lên riêng cái em này một tí ti thôi. Xong thì em lên nốt. Hôm nay người em nó có tí giấm vào người, nó hơi mệt mệt, nó ra lười, nó muốn nghỉ rồi. Đây rồi em ơi, 42 đấy, có hai đôi này. Em chọn đôi nào thì báo anh nhá, xong anh lên tiếp cho các bác. Đấy, đôi này thì đôi này ghi đôi số 1, đôi này ghi đôi số 2. Còn nếu mà không thích đôi nào thì thôi, cũng bỏ qua nhá. Mua bán thì nó cứ phải đàng hoàng. Thích thì chốt, không thích thì thôi, nó phải chuẩn. Đấy, đôi này số 1 này, đôi này số 2 này, chọn một trong hai thôi. Bạn không chọn thì cũng báo anh, không sao cả. Đây đôi này số 2. Đây, còn là em nào vừa hỏi anh 40 đây. Đây, 40 1/2 đây, xem có chuẩn là 40 không. Đôi này thì quá đỉnh rồi. 500.000. Đấy, ghi đôi số 2 mà em gì đấy, Đông Dương. Anh Tú ấy thử cho em cái đôi này, làm tàn thì sai quá, làm chuẩn chân anh hay là được 40. Ôi đẹp quá. 40 à? Đấy, em làm tàn một tí kỳ thôi. Đấy, em cẩn thận lắm, cái size giày các bạn, giày đỡ mất công. Đôi này 39,5 đi được, 40 thì quá chuẩn. 39,5 đến 40 ạ, 500.000. Lên giúp em mã 33, mã 33, 500.000. Mã 33 500, size 40 nhá các bác nha. 39,5 ok, đôi nai này thì quá đỉnh này. Đôi nai này trắng, full trắng này em cũng bán là 500. Và size của nó cũng là 33 chốt bác sang phạm. Dự bị bất tiến mạnh. Đôi nai này quá đỉnh này các bác. Đôi này chắc chắn nó cũng là 40 rồi. Ở trên này nó báo là 40,5. Em xem nó có chuẩn không. Chuẩn luôn ạ, bác nào chân 40 thì đi đôi này cho em ạ. Bác nào 40 thì đi đôi này cho em là chuẩn bài này. Đôi này bác nào chốt thì lên cho em mã Nai ạ. Nai hay các bác viết chữ Nike cho em cũng đều ok. Đôi này thì không thể chê được. Bác nào thích màu trắng thì các bác chơi đôi này. Đế của nó này các bác này. Size 40. Chuẩn 40 nhá, đôi này bác nào mà 39,5 thì nó sẽ hơi rộng một xíu. Mã cái đôi đắt số 1 này ạ, bác nào chốt thì lên cho em mã số 1 nhá. Số 1 này em bán 500. Đấy, già các bác nghe cót két để tiếng ra bỏ. Đấy. Mã số 1 500.000.
này cũng 40. Tiếp tục một đôi giày size 40 nữa. Đạt 40. Sò 39 hình như có đấy. Có sò 39. Đấy các bác thi thoảng cứ hỏi. Lên thì em tiện nó có đây thì em còn lên được. Đổi của cái gì của Đạt Nguyễn Mã Lai sang cho Trần Tú. Mã Lai của Đạt Nguyễn đổi sang cho Trần Tú nhá. Đây ạ. Các bác đôi này cũng 500.000. Bác nào chân 40 thì bác chốt giúp em mã số 00. Mã 00 500. Các bác những cái đôi nó zin nguyên bản như này. Zin nguyên bản các bác nhìn. Và em đố các bác tìm thấy cái DC nào đấy. Nó rất là đẹp. 00 rất là đẹp. Mã 00. Sò 39 à. Đây, bán sò đẹp không? Cái sò này thì trước thì em cũng không hay bán mấy, nhưng mà em thấy nó giá thì nó lại rất là cao. Và em thấy nhiều bác thích nên là em mới tuyển thêm một ít về ạ. Chứ bình thường em lại không hay bán giày sò này đâu. Nhưng các bác nhìn này, những cái đôi em chọn thì nó đỉnh lắm ạ. Đôi sò này nó quá đỉnh. Em chuẩn size đấy. Ôi da bên trong bên ngoài này các bác này. Da nó gọi là đỉnh cao luôn. Anh thử để em cái đôi này. 40 à? Chuẩn 39 đúng không? Đúng rồi. Chuẩn 39 mà. Đôi này em thấy. Đây là bác nào mà chân 39 mà đang tìm đôi sò thì thật sự là các bác chốt nhanh cái đôi này. Bởi vì nó siêu chất đấy. Nó không phải chất bình thường đâu. Cái da bên trong bên ngoài của nó đỉnh luôn. Và cái màu của nó cũng rất là đẹp. Đây, tem đây. Đấy, da bên trong bên ngoài này rồi này, bên đây ạ, tem này. Đến cả cái chỉ khâu này thế nó to đùng luôn. Rất là đỉnh. Đây ạ, bác nào hỏi 39 này. Đấy là em nói vậy thôi nhá, còn các bác đẹp hay không là do mắt các bác nhá. Đấy. Chứ em không có áp đặt cho cái khuôn mẫu của ai vào, của ai đâu ạ. Do các bác thích chơi hay không đâu. Chân 39 này. Lên giúp em cái mã vàng. Mã vàng 500.000. Da đôi này thì thật sự là nó quá đỉnh. Quá đỉnh. Đấy, bác nào hay chơi cái giày linh tinh mà các bác mua được, chốt được cái đôi giày da như thế này thì về các bác cầm mới thấy nó chất lượng như này. Vàng chốt đồ văn hóa. Một đôi size 40 này. Tiếp tục một đôi sò 40. Đôi sò trắng vẩy sơn này. Đây. Đắt sò trắng vẩy sơn như này nhá các bác nhá. Rất hay. Đấy, nó kiểu vẩy sơn. Đây, đế nó vẩy sơn này này. Này, em soi chi tiết một tí cho các bác ngắm này. Bên trong này. Em này. Đôi này có giá 500. Chân chuẩn cho các bác là 40, 39,5 các bác. Cũng bon chen được. Chuẩn là 40 ạ. Bác nào chốt đôi này 500 thì lên giúp em mã số
123 có giá 500.000. Siêu phẩm Tiger, bây giờ em mới lên đây. Đôi Tiger này đỉnh lắm này các bác này. Đôi Tiger màu đen, đỉnh dã man, đây ạ. Da này các bác này. Đấy. Khi các bác đi thì các bác bỏ cái miếng da này ra nhé. Thì cái gót nó sẽ có chữ Tiger như thế này. Còn bác nào thấy cái gót ví dụ nó hơi rộng rộng thì các bác lật cái gót này vào trong. Đấy. Nó như là một cái miếng lót ở gót luôn. Đôi Tiger này thì hàng VIP rồi. Có 43. 43 anh lên đôi nào, còn đôi nào hay các bác chốt hết rồi. Có đôi cao cổ 43 chất gì cả. Để anh lên đôi này xong đã, anh lên đôi 43. Cái dòng Tiger này thế thôi nhưng nó to lắm đấy các bạn. Bởi vì nhìn form thế này thôi, nhưng giày nó chắc chắn em nghĩ nó phải tầm 42 trở lên. Này các bác này, 42,5 43 này. Em biết ngay mà dòng này nó to lắm. 42,5 43 đôi Tiger này thì VIP lắm ạ. Em cũng bán là 500.000. Dòng Tiger này thì nó cũng là một thương hiệu lớn các bác nhá. Bác nào không biết thì các bác cứ lên Google các bác check cho em cái hiệu giày Tiger. Size chân 42.5 43. Chốt giúp em mã hổ ạ. Tiger là hổ đấy ạ. 500.000. Có một đôi duy nhất màu đen. Này nóng thế. Đây ạ, đôi dép Nike chính hãng cho các bác. Dép Nike thì đi đỉnh lắm ạ. Siêu nhẹ, siêu êm. Dòng này thì các bác tránh nước nhá. Size chân 42. Size chân 42 ạ. Đôi Nike này thì giá mới của nó sẽ rơi vào 1.8 đến 2 triệu. Và em sẽ bán là 400.000. Đấy, những đôi Nike thì tất cả em đều bán 500, đôi này thì em bán 400. Bác nào chốt thì lên cho em mã 400. Size chân là 42. 41,5 các bác đi được. Mấy giờ rồi anh? Mẹ quả thế. Đôi này ông cháu mình order về là 2 triệu mấy nhỉ? Chất nhỉ? Ở đây. Bác nào hỏi 43 đây có chơi được cao cổ không ạ? VIP lắm rồi. VIP lắm ạ. 43 cao cổ. Đắt. Đôi này mới thì giá rất cao. Và em bán là 500. Mã cao cổ nhá. Tay chân 43 đấy ạ. Đắt chính hãng nhá. Em cam kết nó là hàng chính hãng 100% đấy ạ. Đế của nó đây này. Một đôi đát size 40,5 41. Đát full đen như này. Đôi này sẽ có giá 500.000 ạ.
mã số 234. 234. Đang vào xuống mà các bác lại lên view. Đó, và chín còn. Đây để em xem, đối nào và chín không? Hôm nay đen. À đối Puma này các bác này. Puma này chắc phải size 43. Bỏ qua cái đồ 43 đi. Lên các bác quả đát này, chất này. Hôm nay không nhớ đồ đá đôi nào đâu. Xoay ghê. Xoay kinh nhật. Bác nào chân 40 đến 40.5 thì các bác đi đôi này cho em là đỉnh luôn. 40-40.5 đôi đát đen như thế này, sọc trắng. Cực chất 500k. Chân 40 đến 40.5. Quá đỉnh cho các bác. 5124 8810. Đôi này bác nào chốt 500.000 thì lên giúp em mã số 678. Đôi đấy là đôi size 37 thôi, đôi van. Van size 37. Đôi van chính hãng. Chân đây, thử. Đôi này 37 thì các bác đi quá ok này. Để tí anh rảnh anh lên. Tí anh lên nốt cái đôi đen của nó. Đôi van chính hãng này. Đôi này đấy, size nhỏ thì em không thể cho được cái sushi này vào. Cái này nó chỉ size 39 thôi, còn những cái này nó nhỏ quá, nhỏ hơn thì không thể vào được. À, đôi vàng chính hãng rất đẹp, đơn giản nhẹ nhàng. Đôi này thì hôm nay em bán xeo xeo một chút đi, 350. Vàng chính hãng đấy, 350, mã số. À, lên cho em mã van đi, mã van. Đây em xem đôi này có phải 43 không. Đôi này thì đỉnh rồi. Vấn đề là nó có chuẩn sai không. Mã van chốt cho bác cơ điện lạnh nhàn. Oh, hình như em còn cả một đôi gì nhỉ, đôi gu xì. Cầm anh đôi gu xì kia ra anh xeo nốt đi. Đôi gu xì sai nhỏ. Đây bác nào chân 43 thì chốt đôi này cho em ạ. Hàng đỉnh cao đây, Puma chính hãng ạ. Size chân 43. Đôi Puma này thì sẽ có giá là 500.000.
mã 433 nhá. Đôi Gucci đấy, đây đấy, đấy. Để anh treo. Chào bác ba con C nhá. Ba con C. Đấy, đôi này thì thật sự là bác nào đi săn giày si mà vừa chân vừa size nữa thì khó có thể bỏ qua những cái đôi như thế này. Đây. 500k. Còn bác nào cứ muốn ngon bổ rẻ nữa thì em chịu. 433 cho bác Bình Dương. Đẹp như vậy. Ngon bổ rẻ hơn nữa thì chịu. Đây, có đôi giày Gucci size nhỏ cho các bác này, size chân nhỏ. Đôi này thì nó bình thường thôi. Đây để em xem. Đôi này nó là hàng pha ke thôi. Hàng pha ke. Em nói luôn. Đấy. Nhưng mà nó là da thật 100%. Đây. Đi vào anh xem này. Đôi này thì các bác mua mới nó cũng không hề rẻ đâu nhá. Đấy. Nó không rẻ đâu. Nó cũng phải là tiền triệu đó. Chứ nó không phải tiền trăm. Ít nhất thì nó cũng phải bằng đôi Nike Dunk. Sao bao nhiêu? 37 à? Đây ạ. Size chân 37. Các đôi này thì hôm nay em sell các bác. Đúng chất si. Đúng chất si này. Em sell 500.000. 37 thôi ạ. Chân 37 các bác đi đôi này cho em. Mã 73. 500 mã 73. Đây, các bác nhìn này. Đó là da thật 100% và tem Gucci đây. Đấy. Những cái mã này thì các bác sẽ không check được đâu. Mã chất này. Tem Gucci bên trong này. Đó là da thật chất. Đôi này thôi. Đôi này em cứ là rảnh rảnh mãi mà thôi. Em lên nốt đôi này xong em nghỉ các bác nhé. Hẹn các bác hôm khác em lên ạ. Còn đôi này, em cứ để rảnh mãi. Cũng là 500.000. Đát mới lắm ạ. Em lên form đã. Đấy nó còn mới như này. Đôi này, ô, size 43 cơ. Không phải, đôi này được 42 thôi. Đôi này các bác chân 42 thôi ạ. 42 các bác đi là ok. Bác nào chơi chân 42 thì chơi đôi này nhá, 500.000 mã nghỉ ạ. Đôi Puma 43 là đôi nào? Puma 43 thôi. Đấy. Mã gì đấy? Mã 73 à? Ờ. Ai mày là sai 41. Đưa anh xem nào. Cái đôi Puma vừa xong 43 cơ mà. Ai chốt rồi à? Chốt rồi. Cái chốt rồi mà. Mã bao nhiêu? Mã 433 của Bình Dương. Chốt rồi thì nào. Đây các bạn, em còn mỗi đôi này thôi. Bạn nào chốt thì lên mã nghỉ nhá. Còn hôm nay thì là thật sự là các bác, em có tí giấm vào nó hơi mệt, người nó hơi đuối đuối,
Không thì em cũng lên phục vụ các bác nốt mà. Xin phép các bác nghỉ sớm một chút. Size chân 42 là chuẩn ạ. Mã nghỉ ạ. Đấy, không gom gọn gọn giày vào cho anh nhé. Em xin phép anh nghỉ sớm. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác. Xong chưa vợ? Để anh tắt like. Thấy phê phê rồi. Còn đôi cá sấu là khủng anh.